Đây là Samsung 26 cân đời 2020 nhé, nhập mới về từ Hàn Quốc. Máy này ấy, nó là máy nhập Hàn Quốc về nhá mọi người nha, nhập nguyên con ở Hàn Quốc về. Đây là đời 2019 này. Đấy, 2019 này. Đây là máy 23 cân này. Đây là máy 26 cân đời 2019, 2020, 2020 này. Đây là bản 26 cân xuất Mỹ này. Đây là nhập nguyên con về, khi nhập về nó như thế này này. Đấy. Nhập về nó đóng nguyên con như này, đóng trong công. Đó. Khi nhập về xong rồi thì bắt đầu người ta bỏ ra. Nên là nó chảy, nó xếp như này này. Nên là toàn bộ của vỏ, biết là nó hay bị chảy vì thế. Bởi vì nó chảy như vậy giá nó mới rẻ như thế. Không chảy mấy con này mắc lắm. Đó. Đây, 26 cân nó xếp như này. Vậy nha. Anh em mua gì liên hệ đến máy Tân Long nhé. Giá gốc luôn.